Rồi nha, hello mọi người nha, mọi người lên xem livestream tác giả nha. Chị Châu Lê gửi đồ cho chị chưa em? Dạ chị Châu Lê ơi, đồ của em gửi cho chị chắc là chiều nay người ta giao cho chị nha. Chiều người ta giao chắc cũng tầm 4-5 giờ đó chị. Ở cùng tỉnh sao lâu đến thế? Dạ đúng rồi, ở cùng tỉnh nhưng mà khi mà mình gửi đơn thì lúc nào nó cũng kéo dài đến 2 đến 3 ngày nha mấy chị nha. 2 đến 3 ngày, 3 ngày là nhiều khi mùa mưa rồi người ta giao cũng chậm hơn bình thường đó nha mấy chị. Dạ đúng rồi, đồ em đang mặc là Zoom nha, màu là cái đồ em đang mặc là em có bán màu kem đó chị, màu nu á. Hôm em có mặc màu nu á, là set này, cái này là dung dài có màu nu luôn, form rất là đẹp luôn. Mấy hôm em có like đó chị. Mua tóc búi giao cho em chưa Thùy Linh hả? Thùy Linh hả? Văn Thành hả? Em gửi địa chỉ qua rồi nha. Rồi ok Văn Thành nè. Thùy Linh ơi, inbox nhà lại cho chị đi. Thùy Linh ơi, inbox lại cho chị đi. Chị xem đơn cho em nha, có gì chị hối giao cho em nha. Cho coi tóc tóc nối màu nâu đen được không? Mi trần á, tóc nối hả? Tóc kẹp nửa đầu hả chị? Tóc kẹp nửa đầu màu nâu đen hả chị? Em cho chị xem kiểu, chị chốt màu cho em nha chị Mi Trần ơi. Rồi cái bộ em đang mang là bộ 8170 nha mấy chị nha. Bộ em đang mang mẫu đầu tiên là 8170 nè. Ai muốn xem mẫu nào thì mình comment lên để em qua mẫu cho mọi người nha. Livestream ngày hôm nay là em sẽ tặng một cặp len cao cấp cho bạn nào chia sẻ cái livestream này nhiều nhất lên hội nhóm nha. Sẽ tặng tặng một cặp len cao cấp là len Thái nha, cho bạn nào có lượt chia sẻ livestream nhiều nhất lên hội nhóm nha. Ngày nào cũng có bạn trúng hết, cho nên là bạn nào mình chưa trúng thì mình chia sẻ thật là nhiều lên để mà mình được trúng nha. Rất là dễ luôn, rất là dễ để mà trúng game mấy chị nha. Len len Thái em tặng là kèm khay cho mấy chị luôn nha mấy chị nha. Rồi bộ này là 8170 nha. Em đang sale là 220 một bộ tặng kèm lưới trùm. Ai lấy bộ này comment cho em 8170 kèm sinh hoạt luôn giúp em. Cả đầu tầm 50 tuổi trương hồng hả? Mua nhiều có giảm giá hay không hả? Dạ chị ơi, chị mua nhiều là chị được tặng thêm quà nha chị nha. Khi nào có bán đồ nữa vậy chị? Ngày mai, chắc là ngày mai là chị like đồ mới nữa nha em ơi. Tóc ngang có nha. Ở đây bán đẹp mềm như tóc thật vậy. Rồi em cảm ơn chị Châu Lê nha. Quang Nguyễn tóc ngắn rồi. Ok, sẽ qua tóc ngắn với mọi người nè. Em qua tóc kẹp trước nha. Đây nè, kẹp nửa đầu xem kiểu chốt màu giúp em nè. Đây nha chị My, My Đặng, My Trần gì đó. Chị ơi, hồi nãy em có gửi mẫu cho chị xem mà đó là xoăn sóng, còn cái này là xoăn đu nha chị nha. Đây nha, tóc kẹp nửa đầu này nhà em giá của nó là 120 ngàn với chị nha. Kẹp nửa đầu nhà em giá của nó là 120 ngàn. 140 là giá bán trên shop mấy chị chia sẻ livestream là còn 120 một dãy thôi. Em đang cầm là kẹp nửa đầu dài 60 cm xoăn nhẹ đuôi nha. Còn xoăn sóng thì mấy chị inbox giúp em nha mấy chị nha. 120 một dãy thôi nha. Đây là màu nâu sô cô la nè, nâu vàng nè. Rồi nó có nhiều màu lắm nha mấy chị nha. Mình xem kiểu chốt màu giúp em. 120 một dãy kẹp thôi nha. Rồi em qua mẫu tóc tóc khác cho mấy chị luôn. Đây là set em đang mặc, em có màu nu nữa nha mấy chị nha. Set em đang mặc em có bán màu nu nữa. Nhưng mà quần áo thì xem lại like giúp em nha em. Cái like là em có like mẫu đó nha. Rồi đây nha, bộ này là 8170. Ai lấy cái bộ này comment cho em 8170 kèm số điện thoại nha. Mẫu này em có nâu vàng, sô cô la và màu đen nha. Ba màu với chị nha. Ai lấy chốt giúp em 8170 kèm số điện thoại nha. Rồi em qua cái mẫu á, em qua cái mẫu tóc tóc bộ. Đây tóc vít ngắn cho mấy chị nè, vít ngắn 3030 cúp ngang cổ nha. Mi Trần hả? Ok chị Mi Trần nha, em like xong rồi em chết chị nha chị ơi. Chị chốt gì thì chị cứ chốt qua cho em đi rồi em vô em chốt hàng cho chị. Rồi bộ em đang mang là 3030 nha mấy chị nha. Em đang mang là 3030. Ai lấy cái bộ này comment cho em 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 3030 là tóc ngắn nè, vít ngắn ngang cổ với chị nha. Bộ này em có 3 màu nha. Em có nâu vàng, em đang mang là nâu vàng, có sô cô la và màu đen nữa. Là 3 màu nha. Ai lấy mẫu này comment cho em 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em. Em gọi bưu tá rồi, chiều họ đem cho em chị ơi. Rồi ok Nguyễn Kim Dung, em nhớ canh máy nha. Hoặc là em thấy cuộc gọi nhỡ nhớ gọi lại nha em. Vậy là nhanh nhất là nhận hàng thôi. Rồi 3030 thì ai lấy thì chốt cho em nha. Giá bán trên shop của em là 240 nha. Mấy chị chia sẻ livestream là còn 220 một bộ. Tặng kèm lưới chùm cho mấy chị luôn nha. Ai lấy mẫu này comment cho em nha. 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Rồi có màu đen mà và màu nâu sô cô la tối nữa nha, em đang mang là nâu vàng nha. Lê Hà xem tóc cột ok nha. Rồi em qua mẫu luôn cho mấy chị xem. Xoăn đuôi màu đen hả? Omachi. Xoăn đuôi màu đen hả? Xoăn đuôi màu đen có xoăn qua vai được không? Có xoăn qua vai được không bạn ơi? Đây nè, xoăn đuôi màu đen có xoăn qua vai nè.
xong đuôi màu đen này em có xong qua vai nha. Đây xong qua vai. Đây nha mấy chị nha. Mã này là C10 mấy chị nha, mã em đang mang là C10 nè. Mã em đang mang là C10 nè. Đây C10. C10 màu đen nè, đây nè bạn ơi xem giúp mình nè, C10 màu đen nè. Ok Nguyễn Kim Dung nha. Rồi đây nha, C10 màu đen nha, ai lấy cái bộ này comment giúp em C10 màu đen kèm số điện thoại luôn giúp em nha. C10 màu đen kèm số điện thoại luôn giúp em nè. Đó, form này nó tự tựa như form 8170 nha mấy chị nha, đều là xoăn qua vai lọn phần đuôi nha, rất là dễ thương luôn, dài tầm 40cm mấy chị nha. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm nha chị Omachi ơi, cái form này rất là đẹp luôn. Form này rất là đẹp luôn nha mấy chị nha, 40cm xoăn lọn đuôi nha. Rồi em qua mẫu tiếp cho mấy chị xem tóc cột nha. Qua tóc cột cho mấy chị xem nè, cột xoăn đuôi nha. Em có cột xù, cột thẳng, cột xoăn đuôi luôn. Cột là 100k thôi nha mấy chị nha. Đây là cột xoăn đuôi 100k nè. Tóc nửa đầu có nha, beo La Giang ơi. Đây nha. Đây nha mấy chị nha, cột 100k nè, xem form giúp em nè. Xoăn đuôi nửa lưng mấy chị nha, xoăn đuôi tầm nửa lưng thôi nha. Đây nha, 100k thôi. 100k thôi. Em có 3 màu nâu vàng, sô cô la và màu đen. Muốn Linh đang muốn tìm một bộ tóc nguyên đầu xoăn không mái, không mái chỉ có xoăn lửng và xoăn dài luôn nha em ơi, và có hai mái thẳng luôn nha. Ok nè. Văn Thành. Ok Văn Thành nha. Rồi đây nha. Rồi cột này ai lấy cột thì chốt giúp em đang cầm là sô cô la. Em có nâu đen, đen nâu đen và nâu vàng nữa nha mấy chị nha. Mình xem mẫu chốt màu giúp em nha. Y mẫu nó chỉ khác màu thôi. Ship toàn quốc là 30k mấy chị nha, ship toàn quốc là 30k. Rồi em quay cho mấy chị xem thêm cái cột thẳng nha mấy chị nha. Cột thẳng đây. Cột thẳng là 100k luôn nè mấy chị nè, cột thẳng nè. Ai lấy cột thẳng thì chốt cột thẳng giúp em. Có tối không em? Cột thẳng nè, ai lấy cột thẳng thì chốt cột thẳng giúp em nha. 100k luôn nha. Em đang cầm là sô cô la luôn, nó có nâu vàng và màu đen nữa nha mấy chị nha. Chắc bật cái đèn lên quá, bật cái đèn lên. Cho em